Ca COVID-19 mới ở Tam Kỳ, là nhân viên CDC Quảng Nam đến Đà Nẵng hơn một tháng trước. Ca COVID-19 mới ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là một nữ nhân viên CDC Quảng Nam. Người này có ra thành phố Đà Nẵng từ đầu tháng 7. Sáng ngày 17 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam công bố thông tin dịch tễ ca mắc COVID-19 mà Bộ Y tế vừa ghi nhận vào sáng cùng ngày. BN-964, sinh năm 1971, khối phố Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam. BN hiện đang sống trong gia đình cùng chồng BTV, con BQN 2002, BTTD 2009, chị BTTT 1968, BTTH 1978, bà nội BTLH 1940. Ngoài ra còn tiếp xúc với cháu NB, NH, BTTL đều ở phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam. Ngày 11 tháng 7, BN có đi đám cưới cùng gia đình tại nhà hàng Eaton Plaza, Duy Tân, Đà Nẵng bằng xe thuê gồm BTV chồng, mẹ chồng, con gái, chị chồng, em chồng, vợ chồng anh trai chồng, em chồng ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ chú, tài xế và chị BTTN, 1965, đang làm ICU Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, đã xét nghiệm 4 lần có kết quả âm tính. Từ khi đi Đà Nẵng về đến nay, BN không đi đâu xa, không có ai ở Đà Nẵng và điện bàn, quê của BN, vào thăm. Từ ngày 11-7-15-8, BN có đi siêu thị Coopmart Tam Kỳ 2 lần, vào thứ Bảy, có đeo khẩu trang. Ngày 9 tháng 8, chị dâu ở xã Tam Phú lên nhà BN chơi, thứ Bảy hàng tuần. BN có đi chợ thương mại, phường An Mỹ, Tam Kỳ, có đeo khẩu trang. Có mua đồ tại quán chị T đường Nguyễn Thái Học, mua tỏi, mua bún đường Nguyễn Thái Học, không biết tên quán, nhưng ở ngoài đường không vô quán, chủ quán đem bún ra ngoài. Buổi sáng hàng ngày thường mua đồ ăn tại quán anh D bên nhà, mua mang về, có đeo khẩu trang. BN đi làm tại bộ phận hành chính thuộc khoa dinh dưỡng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, chưa từng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. BN luôn mang khẩu trang trong suốt thời gian ở cơ quan. Trong 10 ngày qua, BN ít giao lưu tiếp xúc với nhân viên trong cơ quan, chỉ tiếp gần với một người trong khoa là chị NTD, 1975, Xuân Diệu, khối phố Mỹ Thạch Trung, Tân Thạnh, Tam Kỳ. Hiện tại, 154 nhân viên của TTKSBT đã được xét nghiệm và tất cả kết quả xét nghiệm đều âm tính. Ngày 13 tháng 8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại thành phố Tam Kỳ và cho kết quả dương tính ngày 15 tháng 8. Ngày 16 tháng 8, BN được chuyển điều trị tại khu điều trị Điện Nam Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại không sốt, ho nhẹ, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ tiếp tục giám sát, điều tra bổ sung thêm thông tin lịch trình và các trường hợp về người tiếp xúc gần. Sáng ngày 17 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết tất cả các trường hợp F1 của BN-964 đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngoài ra, tất cả các trường hợp xét nghiệm ngày hôm qua, ngày 17 tháng 8, cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch như đội phản ứng nhanh của tỉnh, Đoàn Thanh niên tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trước đó là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, tất cả cán bộ của CDC, VB Sở Y tế đều âm tính với virus SARS-CoV-2. We'll be right back.